Kính chào các em. Thầy tên Trần Ngọc Hoàng, hiện là giáo viên đang công tác tại trường tiểu học Phan Đình Phùng, huyện Vĩnh Lợi. Hôm nay thầy rất vui khi được đồng hành cùng các em về tiết toán. Và để học tốt tiết toán này, các em cần chuẩn bị cho thầy những yêu cầu sau. Các em chuẩn bị cho thầy đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập, tập trung lắng nghe, chủ động ghi chép và làm bài tập, tích cực thực hiện các yêu cầu của giáo viên. Trước khi vào ngoại mới, thầy và các em đi vào phần khởi động. Tiết trước các em học bài cộng số đo thời gian, vậy bây giờ các em lấy giáp ra cùng thầy thực hiện bài tập sau. Tính A 3 giờ 15 phút cộng 2 giờ 10 phút, B 2 ngày 6 giờ cộng 7 ngày 19 giờ. Các em làm vào giáp cho thầy. À, chắc các em có kết quả rồi. Giờ các em đối chiếu kết quả với thầy. Câu A 3 giờ 15 phút cộng 2 giờ 10 phút, kết quả bằng 5 giờ 25 phút. Đó là kết quả. À, chắc rất nhiều em làm kết quả giống thầy. Bây giờ thầy mời các em qua câu B. 2 ngày 6 giờ cộng 7 ngày 19 giờ. Kết quả của em là bao nhiêu? Kết quả của thầy là 9 ngày 25 giờ. Nhìn vào kết quả các em thấy 25 giờ ở đây lớn hơn 1 ngày. Vậy chúng ta phải thực hiện chuyển đổi. Các em chuyển đổi là 25 giờ thì bằng 1 ngày 1 giờ và chúng ta sẽ có kết quả cuối cùng là 10 ngày 1 giờ. Vừa qua, thầy và các em chúng ta vừa ôn lại kiến thức của bài trước. Tiết học trước, chúng ta học bài cộng số đo thời gian. Vậy phép trừ số đo thời gian được thực hiện như thế nào? Thầy các em vào bài hôm nay đó là bài trừ số đo thời gian. Các em mở sách giáo khoa trang 132. Mục tiêu của bài hôm nay, chúng ta biết cách thực hiện phép trừ hai số đo thời gian, biết vận dụng vào giải các bài toán đơn giản. Thầy mời các em đi vào ví dụ 1 với thầy. Các em đọc ví dụ 1 với thầy và chúng ta xác định yêu cầu của bài. Một ô tô đi từ Huế lúc 13 giờ 10 phút và đến Đà Nẵng lúc 15 giờ 55 phút. Hỏi ô tô đi từ Huế đến Đà Nẵng hết bao nhiêu thời gian? Các em cùng xác định mục tiêu của bài. À, qua bài toán này, các em thấy là gì? Bài toán đã cho chúng ta biết là gì? Ô tô đi từ Huế đến lúc 13 giờ 10 phút. Cái 13 giờ 10 phút này là thời gian khởi điểm. Và bài toán còn cho biết là đến Đà Nẵng lúc 15 giờ 55 phút. Đây là thời gian đến. Và bài toán hỏi chúng ta là ô tô đi từ Huế đến Đà Nẵng hết bao nhiêu thời gian? Bây giờ muốn biết ô tô đi từ Huế đến Đà Nẵng hết bao nhiêu thời gian thì chúng ta phải thực hiện phép tính gì? Vậy muốn biết ô tô đi từ Huế đến Đà Nẵng hết bao nhiêu thời gian thì chúng ta phải thực hiện phép tính trừ. Chúng ta lấy thời gian đến trừ đi thời gian đi. À, chúng ta có phép tính như sau. Nhìn vào phép tính các em thấy 15 giờ 55 phút trừ 13 giờ 10 phút. Các em quan sát vào số bị trừ và số trừ, các em có thấy trong phép tính này có hai loại đơn vị đo, đó là giờ và phút. Vậy để biết kết quả phép tính này bằng bao nhiêu thì thầy cùng các em đi vào đặc tính và tính. Các em cùng đặc tính với thầy. À, thầy có đặc tính như sau. 15 giờ 55 phút trừ 13 giờ 10 phút. Các em đặt số trừ dưới số bị trừ sao cho các đơn vị ở cùng một hàng đơn vị, cùng một loại đơn vị đặt thẳng cột với nhau. Dấu trừ chúng ta đặt ở bên trái, ở giữa số bị trừ và số trừ. Và chúng ta kẻ gạch ngang thay cho dấu bằng. Sau khi chúng ta đặt tính xong rồi, thầy và các em chúng đi vào bước tiếp theo, đó là chúng ta sẽ thực hiện phép trừ. Cũng như phép cộng, phép trừ chúng ta sẽ thực hiện từ phải sang trái. Trước hết chúng ta trừ hàng đơn vị có số đo là phút. Chúng ta lấy 55 phút trừ đi 10 phút. Và chúng ta thực hiện như sau. 5 trừ 0 bằng 5. 5 trừ 1 bằng 4. Giữ nguyên đơn vị đo là phút. Sau khi thực hiện xong đơn vị đo là phút, chúng ta thực hiện tiếp theo đơn vị đo là giờ. 15 giờ trừ 13 giờ. 15 giờ trừ 13 giờ
ra được 2 giờ và chúng ta giữ nguyên đơn vị đo là giờ. Vậy 15 giờ 55 phút trừ 13 giờ 10 phút chúng ta có kết quả là 2 giờ 45 phút. Vừa qua thầy và các em chúng ta đã thực hiện xong ví dụ số 1. Tiếp theo thầy mời các em chúng ta đi qua ví dụ thứ hai cùng thầy. Ví dụ 2. Trên cùng một đoạn đường, Hòa chạy hết 3 phút 20 giây, Bình chạy hết 2 phút 45 giây. Hỏi Bình chạy ít hơn Hòa bao nhiêu giây? À, các em đọc đề bài và các em cùng xác định bài cho chúng ta biết gì và bài hỏi chúng ta cái gì. Sau khi các em xác định mục tiêu của bài xong, thì các em đã biết là gì? Bài toán này là cho chúng ta biết là gì? Hòa chạy hết 3 phút 20 giây, Bình chạy hết 2 phút 45 giây. Và bài toán hỏi chúng ta là gì? Bình chạy ít hơn Hòa bao nhiêu giây? Để biết Bình chạy ít hơn Hòa bao nhiêu giây thì chúng ta lại phải thực hiện phương tính gì? Em nào có thể cho thầy biết? À, vậy để biết Bình chạy ít hơn Hòa bao nhiêu giây thì chúng ta phải thực hiện phép trừ. Thì chúng ta sẽ lấy thời gian chạy của bạn Hòa trừ đi thời gian chạy của bạn Bình. Chúng ta có phép tính trừ như sau: 3 phút 20 giây trừ 2 phút 45 giây. Các em quan sát vào phép tính, các em thấy số bị trừ và số trừ ở đây cũng đều có hai loại đơn vị đo, đó là phút và giây. Vậy để thực hiện phép tính này, chúng ta cùng thầy đi vào đặc tính và tính. Các em cùng đặc tính. Thầy có đặc tính như sau: 3 phút 20 giây trừ 2 phút 45 giây. Các em đặt số bị trừ dưới số trừ sao cho các đơn vị, các hàng cùng loại đơn vị thẳng cột với nhau. Số trừ đặt ở bên trái giữa số bị trừ và số trừ và kẻ dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Sau khi chúng ta đặt tính xong, bây giờ thầy cùng các em sẽ đi vào chúng ta thực hiện phép tính. Thực hiện phép tính thì chúng ta làm cũng như ví dụ 1. Chúng ta sẽ thực hiện từ phải sang trái. Trước hết chúng ta lấy 20 giây trừ 45 giây. Khi quan sát bài toán này, các em thấy 20 giây trừ 45 giây, các em thấy ở đây chúng ta có thực hiện được không? Các em thấy là gì? 20 giây nhỏ hơn 45 giây. Vậy chúng ta phải thực hiện một phép chuyển đổi. Chúng ta sẽ chuyển đổi như sau. Chúng ta lấy 1 phút đổi ra 60 giây cộng cho 20 giây, chúng ta được 80 giây. Và đằng trước chúng ta lấy 1 phút thì còn lại là 2 phút. Và chúng ta được phép tính trừ là 2 phút 80 giây trừ 2 phút 45 giây. Các em cùng thực hiện tính cho thầy. Chắc các em có kết quả rồi. Và kết quả của phép tính của chúng ta là 0 phút 35 giây. Vậy 3 phút 20 giây trừ 2 phút 45 giây bằng 35 giây. Qua hai ví dụ chúng ta vừa thực hiện, bây giờ chúng ta sẽ, em nào có thể cho thầy biết là muốn trừ hai số đó thời gian ta làm như thế nào? Muốn trừ hai số đo thời gian, ta thực hiện như sau. Bước 1, đặc tính. Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các số đo cùng một loại đơn vị đặt thẳng cột với nhau. Bước 2, chúng ta tính. Thực hiện phép trừ theo từng loại đơn vị và chúng ta trừ từ phải sang trái. Và qua ví dụ 2, các em thấy nếu chúng ta thực hiện hai bước thì chúng ta sẽ không thực hiện được. Vì vậy, các em cần lưu ý cho thầy. Lưu ý, trong trường hợp số đo theo đơn vị nào đó ở số bị trừ bé hơn số đo tương ứng ở số trừ, thì cần chuyển đổi một đơn vị ở hàng lớn hơn liền kề sang đơn vị nhỏ hơn rồi thực hiện phép trừ như bình thường. Các em đọc lại các bước trừ số thời gian. Để vận dụng kiến thức chúng ta vừa học về trừ số thời gian, thầy mời các em chúng ta qua phần luyện tập. Bài số 1. Tính.
Câu A, 23 phút 25 giây trừ 15 phút 12 giây. B, 54 phút 21 giây trừ 21 phút 34 giây. C, 22 giờ 15 phút trừ 12 giờ 35 phút. Các em thực hiện và bỏ cho thầy. À, chắc các em đã có kết quả. Bây giờ các em cùng đối chiếu cách làm với thầy. Câu A, thật đặc tính như sau. 23 phút 25 giây trừ 15 phút 12 giây. Số bị trừ, chúng ta đặt dưới số trừ sao cho các đơn vị cùng một loại đơn vị nó thẳng cột với nhau. À, các em quan sát ở trên bảng. À, các em thấy. Tiếp theo là các em cùng thầy thực hiện phép trừ. Chúng ta trừ đơn vị giây trước. 25 trừ 12. À, 5 trừ 2 bằng 3. Chúng ta viết 3. 2 trừ 1 bằng 1. Ta giữ nguyên đơn vị là giây. Tiếp theo chúng ta thực hiện phép trừ tới đơn vị là phút. 23 phút trừ 15 phút. Ba trừ không được, chúng ta lấy 10, 13 trừ 5 bằng 8. Và 2 nhớ 1 trừ cho 1, nhớ 1 là bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0. Và chúng ta giữ nguyên đơn vị đo là phút. Vậy thầy và các em chúng ta vừa thực hiện xong câu A. Tiếp theo thầy mời các em qua câu B. Câu B, 54 phút 21 giây trừ 21 phút 34 giây. Nhìn vào đề toán, em nào có thể phát hiện chúng ta có thể thực hiện phép trừ ngay được không? À, nhìn vào đề toán các em thấy là gì? Ở đây 21 giây là số bị trừ và 34 giây là số trừ. Các em thấy 21 bé hơn 30, 34 chúng ta sẽ không thể trừ được. Vậy chúng ta sẽ lấy 1 phút. Các em biết 1 phút bằng 60 giây. Vậy chúng ta đổi 1 phút bằng 60 giây và cộng với 21 giây thì chúng ta sẽ đổi thành là 81 giây. Và số 54 phút ở đằng trước, chúng ta lấy 1 phút thì còn lại là 53 phút. Và chúng ta có phép tính là 53 phút 81 giây trừ 21 phút 34 giây. Các em tính kết quả cho thầy. À, chắc các em có kết quả rồi. Bây giờ các em cùng đối chiếu kết quả với thầy. Kết quả của thầy là 32 phút 47 giây. Thầy mời các em qua câu C. Câu C, 22 giờ 15 phút trừ 12 giờ 35 phút. Các em quan sát đề toán, các em có phát hiện vấn đề gì trong đề toán này không? À, đề toán ở câu C này nó cũng tương tự giống ở câu B. Các em thấy 15 phút là số bị trừ và 35 là số trừ. Vậy 15 bé hơn 35 chúng ta không thực hiện được. Vậy chúng ta sẽ chuyển đổi như sau. Chúng ta lấy 1 giờ, các em biết 1 giờ là bằng 60 phút. À, 1 giờ 60 phút cộng với 15 phút thì chúng ta sẽ được là 75 phút. Và chúng ta lấy 1 giờ thì đằng trước sẽ còn lại là 21 giờ. Và chúng ta có phép tính là 21 giờ 75 phút trừ đi 12 giờ 35 phút. Đến lúc này thì các em dễ dàng thực hiện và các em tính kết quả cho thầy. À, chắc các em chúng ta có kết quả rồi. À, kết quả của thầy là 9 giờ 40 phút. Thầy và các em, chúng ta vừa thực hiện xong bài tập số 1. Tiếp theo, thầy mời các em cùng thầy thực hiện tiếp bài tập số 2. Tính câu A, 23 ngày 12 giờ trừ 3 ngày 8 giờ. Câu B, 14 ngày 15 giờ trừ 3 ngày 17 giờ. Câu C, 13 năm 2 tháng trừ 8 năm 6 tháng. Bài tập số 2 này, các em có thực hiện và vở cho thầy. Chắc các em có kết quả rồi. Bây giờ thầy mời các em cùng đối chiếu kết quả và cách thực hiện của thầy. Chúng ta đi vào câu A. Thầy đặc tính như sau. 23 ngày 12 giờ trừ 3 ngày 8 giờ. Khi đặc tính các em cần chú ý ha, là 8 giờ chúng ta đặt dưới số 8, đặt dưới số 2.
và số 3, đặt dưới số 3 theo thẳng cột. Đến đây chúng ta sẽ thực hiện phép trừ thứ tự từ phải sang trái. 2 trừ 8, chúng ta lấy 10 là 12 trừ 8, kết quả bằng 4. Và 1, chúng ta trả 1, 1 trừ 1 thì bằng 0. Và đơn vị giờ chúng ta sẽ giữ nguyên. Tiếp theo chúng ta trừ đến đơn vị là ngày, 23 ngày trừ 3 ngày. 23 ngày trừ cho 3 ngày thì kết quả 3 trừ 3 bằng 0. 2, chúng ta hạ xuống, giữ nguyên đơn vị là ngày. Vậy thầy và các em chúng ta vừa thực hiện xong câu A. Tiếp theo thầy và các em cùng thầy đi qua thực hiện tiếp câu B. Câu B, 14 ngày 15 giờ trừ 3 ngày 17 giờ. Nhìn vào câu B này các em có suy nghĩ gì? Trong câu B này các em thấy 15 giờ và 17 giờ. 15 giờ là số bị trừ và 17 giờ là số trừ. Vậy số bị trừ bé hơn số trừ, chúng ta có thực hiện được không? Vậy chúng ta tiếp tục thực hiện bước chuyển đổi. Các em biết một ngày nó bằng 24 giờ. Vậy chúng ta sẽ lấy một ngày đổi ra bằng 24 giờ và chúng ta cộng với 15 giờ thì chúng ta sẽ có là 39 giờ. Và 14 ngày lấy một ngày, chúng ta còn lại là 13 ngày. Vậy chúng ta sẽ có phép tính là 13 ngày 39 giờ trừ đi 3 ngày 17 giờ. Đến đây thì chúng ta dễ dàng thực hiện. Bây giờ thầy mời các em thực hiện kết quả cho thầy. Và kết quả đúng cái phép toán là 10 ngày 22 giờ. Chúng ta vừa thực hiện xong câu B. Tiếp theo thầy mời các em thực hiện tiếp câu C. Câu C, 13 năm 2 tháng trừ 8 năm 6 tháng. Các em quan sát câu C này. Câu C này các em thấy cũng tương tự như câu B ở trên. Các em thấy 2 tháng và 6 tháng. 2 tháng là số bị trừ và 6 tháng là số trừ. Vậy 2 không trừ được cho 6. Vậy chúng ta phải thực hiện bước chuyển đổi. Các em biết 1 năm thì bằng 12 tháng. Chúng ta lấy 1 năm đổi ra 12 tháng cộng cho 2 thì chúng ta được là 14 tháng. 13 năm lấy đi 1 năm thì còn lại là 12 năm. Và chúng ta có phép toán là 12 năm 14 tháng trừ đi 8 năm 6 tháng. Đến đây chúng ta cũng dễ dàng thực hiện. Thầy mời các em tính kết quả cho thầy. Sau đây các em cùng đối chiếu kết quả với thầy. Kết quả của thầy là 4 năm 8 tháng. Qua bài tập số 1 và số 2, các em có nhận xét gì? Bài tập số 1 và số 2, các em thấy là gì? Bài số 1, chúng ta trừ các đơn vị đo là giờ, phút, giây. Bài tập số 2, chúng ta thực hiện với phép tính là số đo là năm, tháng, ngày, giờ. Bây giờ, để giúp các em nắm vững kiến thức bài học hơn nữa, thầy mời các em chúng ta qua trò chơi anh nhanh ai đúng. Câu số 1, kết quả đúng của phép tính 22 ngày 12 giờ trừ 3 ngày 11 giờ. Thầy có 4 đáp án. A, 19 ngày 10 giờ. B, 19 ngày 1 giờ. C, 18 ngày 1 giờ. D, 18 ngày 10 giờ. Các em hãy chọn đáp án đúng cho thầy. Và đáp án đúng của câu 1 là B, 19 ngày 1 giờ. Thầy mời các em tiếp tục qua câu 2. Kết quả của phép tính 9 phút 12 giây trừ 1 phút 15 giây gồm có 4 đáp án. A, 7 phút 23 giây. B, 7 phút 57 giây. C, 7 phút 62 giây. D, 7 phút 45 giây. Thầy mời các em chọn đáp án. Và đáp án đúng của câu 2 là B, 7 phút 57 giây. Thầy mời các em tiếp tục thực hiện tiếp câu 3. Kết quả của phép tính 4 năm 6 tháng trừ 1 năm 11 tháng. Thầy có 4 đáp án. A, 2 năm 5 tháng. B, 3 năm 5 tháng. C, 3 năm 7 tháng. D, 2 năm 7 tháng. Kết quả đúng của câu 3 là 2 năm 7 tháng.
thì vừa qua thầy đã cùng các em củng cố lại kiến thức của bài học qua trò chơi. Qua bài học này, kiến thức mà chúng ta cần ghi nhớ: muốn trừ số đo thời gian ta làm thế nào, và muốn trừ số đo thời gian thì chúng ta phải thực hiện theo 2 bước. Bước 1, đặt tính theo cột dọc sao cho các số đo cùng một loại đơn vị thẳng cột với nhau. Bước 2 là chúng ta thực hiện tính, là chúng ta sẽ trừ từng cột theo phép tính như số tự nhiên và trừ từ phải sang trái. Phần tiếp theo chúng ta cần lưu ý: trong trường hợp số đo theo đơn vị nào đó ở một số bị trừ bé hơn số đo tương ứng ở số trừ, thì cần chuyển đổi một đơn vị ở hàng lớn hơn liền kề sang đơn vị nhỏ hơn rồi thực hiện phép trừ như bình thường. Các em đọc lại nội dung ta cần ghi nhớ. Qua bài học hôm nay, các em cần ôn lại các phần đã học cho thầy, và các em sẽ nhớ lại các bước thực hiện của phép trừ, và chúng ta sẽ hoàn chỉnh những bài tập mà cho chúng ta thực hiện chưa đúng. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Thầy hy vọng rằng qua bài giảng này sẽ giúp các em một phần để tháo gỡ các khó khăn ở trong quá trình các em tự học. Thầy xin chào và hẹn gặp lại các em.